Xin chào mọi người. Hôm nay tôi ngày cuối tuần tôi tiếp tục cho các bạn xem vấn đề là con 9983 đã được hoàn thiện mã vàng bột số 9. Đây là chiếc 9983 đã được hoàn thiện mã vàng. Rất là sáng bóng các bạn nhìn. Đó. Mã khung viền rất là đẹp. Mặt trước, mặt sau. Về tổng thể con điện thoại này là khá ổn. Đặc biệt là dưới này nhựa chúng tôi nhấn mạnh lại, chúng tôi mạ rất bình thường đó. Cái phiên bản thứ hai đó là phiên bản XS Max cũng đã được hoàn thiện đó, các bạn xem cũng khá đẹp. Thực ra đơn giản như này thôi đó, rất đẹp đó. Cái sản phẩm thứ ba đó là kính. Cái kính này là kính rất là lâu đời rồi, cũ, đã được mạ vàng bột số 9, rất là sáng bóng đẹp. Đó, rất là đẹp các bạn nhé. Đây là dây lưng Hermès. Tiếp với các cái kẹp đã được mạ vàng, rất là đẹp. Các bạn cần chuyển giao công nghệ hay cung cấp hóa chất hoặc là mạ vàng tất cả các sản phẩm thì sẽ liên hệ với chúng tôi.